Chung cư xây dựng không đúng như cam kết khiến tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư tại nhiều dự án bất động sản liên tiếp xảy ra. Mới đây thì hàng trăm cư dân tại chung cư Khang Gia Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tố chủ đầu tư đã thay đổi cơ cấu hàng loạt căn hộ. Hơn thế, người dân cho biết sẽ khởi kiện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng quyết định của chính quyền thành phố này đã làm tăng lượng người sinh sống trong dự án khu chung cư này. Là cư dân cũng là trưởng ban quản lý chung cư Khang Gia Tân Hương, anh Nguyễn Mạnh Hùng bức xúc khi nhiều năm nay chủ đầu tư chung cư này có nhiều sai phạm kéo dài. Khi mà giao nhà thì tôi mới biết là cái dự án của mình nó lên thành 338 căn hộ. Chủ đầu tư thay đổi thì cư dân ở đây đã có làm một cái đơn để là cái đơn kiến nghị khẩn cấp. Không chỉ riêng anh Hùng mà nhiều cư dân cũng đã đồng loạt lên tiếng. Ban đầu dự án được cấp phép xây dựng chỉ 232 căn hộ. Trong quá trình thi công, công ty Khang Gia liên tục 3 lần chẻ nhỏ, nâng tổng số căn hộ lên con số 409 căn. Giờ đây, diện tích thương mại hay các khu sinh hoạt cộng đồng được thay bằng hàng loạt căn hộ khác. Lo lắng, bức xúc của cư dân về quá tải hay tăng dân số là điều dễ hiểu. Dân cư đã đông lên à, cái hệ thống mà xả rác là bảo vệ, thấy tuần nào cũng phải là xử lý. Mòi ống rác gì nó nghẹt hết cái đường ống từ trên xuống dưới. Đó là cái đầu tiên là thấy gần đây. Cái thứ hai nữa là tình trạng thang máy không đủ. Chắc là coi như cái thứ nhất là đường đi lối lại không có. Ông đây khuyết tật này, ông đi lên đi xuống không được, té mấy lần. Thang đây giờ cứ kẹt cứng, vô đi lên đi xuống là có lúc là phải chờ đợi. Hiện nay nhiều hạng mục ở chung cư đã xuống cấp, hư hỏng. Đáng chú ý, hệ thống phòng cháy chữa cháy như cửa thoát hiểm, các thiết bị báo cháy đều không có. Thì hiện tại ở chung cư của mình ở đây thì mới được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy từ tầng 2 đổ lên và dưới tầng hầm. Nhưng mà cái công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy này hoàn toàn không đúng với cái bản vẽ thẩm duyệt. Có nghĩa là họ hạ cấp cái hệ thống thang xuống. Nhưng mà họ hạ cấp mà theo cái hướng mà điều chỉnh thì nó khác. Còn cái này hạ cấp theo cái hướng mà không thi công nữa. Thậm chí mới đây, toàn bộ cư dân đã đồng ý khởi kiện hành chính Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì chấp thuận cho chủ đầu tư thay đổi cơ cấu căn hộ, ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Người dân sẽ kiện và yêu cầu Ủy ban thành phố trả lại quyền lợi. Khi tăng cơ cấu căn hộ lên thì ảnh hưởng trực tiếp đến những cái người đã ký hợp đồng mua trước đó, bởi vì người ta phải chia sẻ với những cái người đến mua sau ở những cái căn hộ tăng lên. Chia sẻ từ điện, từ nước, từ cầu thang và chung cư chúng tôi sẽ làm rất quyết liệt. Theo các luật sư, thông tư 02 năm 2013 của Bộ Luật Xây dựng quy định, việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi các mục đích sử dụng nhà ở thương mại chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn hoặc mua bán với khách hàng. Sở Xây dựng sẽ là cái cơ quan đầu mối để tiếp nhận cái hồ sơ xin thay đổi trên, để thẩm định và đồng thời là trình cho Ủy ban thành phố xem xét và quyết định. Khi mà không đảm bảo về các cái thủ tục này và chưa có sự cho phép của Ủy ban thành phố thì phần xây dựng vượt quá phạm vi đã được cấp phép sẽ được xem như là vi phạm. Cũng theo luật sư Hưng, các quy định pháp luật hiện hành vẫn không bắt buộc trình văn bản đồng ý của tất cả cư dân. Chính vì vậy, các căn hộ bị chẻ nhỏ và bức xúc của người dân là điều dễ hiểu.